Vâng, xin rất là cảm ơn MC xinh đẹp đúng không ạ? Và xin nhiệt liệt kính chào tất cả các quý vị đã đến dự buổi lễ ra mắt sản phẩm mới nấm súp lơ lên men của công ty Thành Lộc được tổ chức tại Hà Nội ngày hôm nay. Trước hết thì xin tự giới thiệu các bạn xem chuyển cái slide cho thầy. Cái slide này nó điều khiển từ xa, nó xa quá. Kính thưa quý vị, trước hết thì xin tự giới thiệu. Tôi là Đại tá Bác sĩ Nguyễn Thái Biềng, hiện nay là chủ nhiệm Bộ môn Dược lý Học viện Quân y. Và tôi đã có 40 năm công tác trong quân đội đúng không? Và cũng chuẩn bị về hưu rồi. Ngày hôm nay đến đây tôi rất là xúc động được gặp mặt quý vị ở đây trong một hội trường rất là hoành tráng đúng không? Của một cái khách sạn có tầm cỡ trên thế giới. Và tôi xin chúc quý vị những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc cho hội nghị thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, có lẽ cho đến giờ thì không ai trong chúng ta còn nghi ngờ gì nữa đúng không ạ, về cái tầm quan trọng của sức khỏe. Chúng ta thường nói với nhau là sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả đúng không ạ. Tuy nhiên không phải chúng ta cứ muốn khỏe là sẽ được khỏe đúng không quý vị? Đấy, bởi vì có vô số các nguyên nhân gây bệnh nó tác động vào chúng ta. Đấy. Ví dụ các tác nhân sinh học như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, các tác nhân vật lý, hóa học. Đặc biệt là tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Nó tác động vào sức khỏe và gây nên biết bao nhiêu bệnh tật, kể cả ung thư, đúng không ạ? Hiện nay ở Việt Nam chúng ta thấy là có rất nhiều người mắc bệnh. Tôi thấy hiện nay số người mắc bệnh có lẽ nhiều hơn so với những năm 70 và 80 của thế kỷ 20 nhiều, đúng không ạ? Có những người mắc nhiều bệnh mãn tính, kéo dài, khó chữa, điều trị rất tốn kém. Và chúng ta nghe thấy có những cái thuật ngữ như là bệnh 3 cao, 4 cao, 5 cao đúng không ạ? Ví dụ như là đường máu cao thì gây ra bệnh đái tháo đường. Mỡ máu cao gây rối loạn chuyển hóa, tăng lipid máu. Huyết áp cao, đó là bệnh tăng huyết áp. Acid uric cao trong bệnh gút. Men gan cao trong viêm gan, xơ gan, vân vân đúng không ạ? Trên cái nền tuổi cao, như vậy càng khó chữa đúng không quý vị? Một cao, hai cao đã khó chữa, bây giờ 5-6 cao càng khó chữa. Đấy. Và chúng ta biết là các bệnh viện lớn hiện nay đều quá tải. Mỗi năm trên thế giới, người ta ước tính khoảng hơn 57 triệu người chết vì hàng nghìn các loại bệnh tật khác nhau. Tôi lấy ví dụ như là bệnh tim, thiếu máu cục bộ đã khoảng gần 10.000 người chết. Ung thư, gần 10.000 người chết. Đột quỵ, khoảng 6 triệu người chết. Chưa kể hàng nghìn các loại bệnh tật khác. Các bệnh viện lớn bây giờ đều quá tải đúng không ạ? Các bệnh viện lớn bây giờ đều quá tải. Cái điều khiển này nó hơi bị ấy. Và trong các vụ dịch quý vị nếu đến thăm các bệnh viện ấy, thì chúng ta thấy đều quá tải. Ví dụ trong những vụ dịch có khi tới 12, 13 bệnh nhân nằm một giường. Đấy. Và đương nhiên khi bị bệnh thì chúng ta thường sử dụng rất nhiều loại thuốc để điều trị bệnh đúng không ạ? Có thể nói là trong cuộc đời chúng ta không có ai không phải dùng đến thuốc đúng không ạ? Nhưng chính vì lạm dụng thuốc cho nên nó sẽ gây ra rất nhiều tác dụng không mong muốn đúng không ạ? Đấy. Đây là một bệnh nhân bị phù kinh. Tiếp theo là một bệnh nhân bị hội chứng Stevens-Johnson và rất nhiều tai biến khác. Chưa kể có những thuốc đó gây quái thai. Cho nên ngày xưa Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã nói là kỵ thai mọi thuốc hại vô cùng đúng không ạ? Để thay thế thuốc chữa bệnh người ta phải sử dụng đến nhiều sản phẩm khác. Ví dụ các thực phẩm chức năng, các loại enzyme food mà bây giờ chúng ta gọi đó là thực phẩm enzyme, vân vân, đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tìm hiểu về sản phẩm nấm súp lơ lên men. Đây là một sản phẩm được sản xuất ở Hàn Quốc và do công ty Thành Lộc phân phối độc quyền tại Việt Nam. Đó. Và đây là một cái sản phẩm của nhà sản xuất Hàn Quốc, Genshin Bio. Đấy. Của Hàn Quốc. Và chúng ta đều biết đây là một cái nhà máy nổi tiếng ở Hàn Quốc và trên thế giới đúng không ạ? Kính thưa quý vị, trong cái sản phẩm này ấy, thì chúng ta biết là nó có hai thành phần chính. Đó là chiết xuất nấm súp lơ lên men và mầm của gạo lứt. Đây là hai cái sản phẩm được sản xuất ở Hàn Quốc và là thành phần chính của sản phẩm nấm súp lơ lên men này. Tại sao mà chúng ta lại phải phối hợp những thành phần này với nhau? Là bởi vì khi chúng ta phối hợp nó với nhau ấy, thì nó sẽ làm tăng tác dụng tối đa của các hoạt chất có trong sản phẩm. Sự hấp thu tốt nhất, an toàn nhất, vân vân. Đấy.
Thế chúng ta biết, đã nghe nói đến nấm súp lơ đúng không ạ? Nấm súp lơ thì có rất nhiều tên gọi, ví dụ như là nấm miễn dịch. Người Nhật gọi là Hanabiratake, hay còn gọi là nấm thần kỳ. Là bởi vì những tác dụng kỳ diệu của nó trong việc hỗ trợ điều trị bệnh, đặc biệt hỗ trợ điều trị ung thư, đúng không ạ? Vì khi chúng ta trồng cái cây nấm này ở trên thân gỗ thông liền khối, thì nó sẽ cho cái hàm lượng hoạt chất cao nhất, tốt nhất, tinh khiết nhất, đúng không ạ? Nó khác hẳn các phương pháp truyền thống trồng nấm trong tự nhiên khác. Ở trong cái nấm súp lơ này thì có rất nhiều hoạt chất. Sau khi mà trồng đến cái lứa thu hoạch thì người ta sẽ sản xuất bằng phương pháp lên men acid, vi khuẩn acid lactic đặc biệt. Đây là một phương pháp đã được Hàn Quốc cấp giấy chứng nhận độc quyền. Và nếu sử dụng phương pháp lên men acid lactic này thì nó cho hàm lượng tối đa của các hoạt chất. Các anh chị chú ý là hoạt chất ở đây trong nấm thì nó có rất là nhiều, đúng không? Ví dụ như là các enzyme này, beta glucan này, các chất chống oxy hóa này, các kháng sinh tự nhiên, các vitamin. Thứ hai nữa là cái hoạt chất này sẽ được hấp thu tốt nhất, an toàn nhất và có tác dụng sinh học tốt nhất. Ở đây chúng ta đang nghe nói đến beta glucan là một hợp chất hữu cơ có trong nhiều loài vi sinh vật. Đấy. Và đặc biệt là nấm súp lơ lên men thì cái tỷ lệ beta glucan đạt tới 43,6%, cao nhất trong các loài nấm dùng làm thuốc, có loài nấm ăn được. Ngoài ra cái chất beta glucan này thì còn có ở trong nhiều loài ngũ cốc, đặc biệt là đại mạch và yến mạch. Rồi thì men làm bánh mì, tảo xoắn, spirulina, vân vân, đúng không ạ? Có lẽ mọi người đều biết là Ivan đã nghiên cứu rất nhiều về beta glucan và thấy nó có những tác dụng rất quan trọng như là tăng cường miễn dịch, làm tăng sức đề kháng để chống lại bệnh tật, tác dụng chống viêm, chống nhiễm khuẩn, chống nấm. Và đặc biệt là nó có thể tiêu diệt các tế bào u biếu, kể cả u lành và u ác. Không chỉ có thế, đúng không? Người ta còn bổ sung vào đây rất nhiều vi khuẩn có lợi, ta gọi là lợi khuẩn. Người ta bổ sung thêm chất sơ lên men, fructo oligosaccharide, được coi là prebiotic, tức là thức ăn cho lợi khuẩn. Người ta bổ sung thêm sữa, acid ascorbic, và tất cả các nguyên liệu này thì đều được nhập khẩu từ Anh hoặc Đan Mạch. Như vậy sẽ cho ra chất lượng rất là tốt, đúng không ạ? Thế thì tôi nói một chút thêm về cái probiotic, là cái sất sơ lên men này. Nó có tác dụng là thức ăn cho lợi khuẩn trong đường ruột, làm cho các vi khuẩn có lợi chiếm ưu thế, đạt cái tỷ lệ vàng là khoảng 85%. Nó sẽ ức chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại. Như vậy đường ruột khỏe mạnh thì sức khỏe khỏe mạnh, đúng không ạ? Bởi vì sức khỏe đường ruột là thể hiện cái sức khỏe của cơ thể chúng ta. Như vậy khi chúng ta phối hợp nhiều thành phần này với nhau sẽ đem lại những tác dụng cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Ví dụ tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng để chống lại bệnh tật, tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, chống nấm. Ngoài ra chúng ta biết là trong nấm súp lơ lên men cũng như mầm gạo lứt thì có rất nhiều chất dinh dưỡng. Như vậy nó sẽ cung cấp cho chúng ta thêm rất nhiều chất dinh dưỡng, nhiều vitamin, nhiều khoáng chất để làm tăng sức đề kháng, tăng cường sinh lực. Rồi tác dụng chống oxy hóa, chống lão hóa nhờ những chất chống oxy hóa ở đây. Và đặc biệt trong đó có cả beta-glucan, đúng không ạ? Người ta còn thấy beta-glucan thì có tác dụng điều hòa những chất như là đường máu, mỡ máu, điều hòa huyết áp. Như vậy nó có tác dụng tốt cho các bệnh nhân mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch. Và còn làm giảm được tỷ lệ biến chứng và di chứng của các bệnh này. Và ở Hàn Quốc, Nhật Bản chúng ta đều biết đây cũng là một sản phẩm để làm đẹp cho người phụ nữ. Vì nó làm đẹp da, đúng không? Nó làm thúc đẩy cái quá trình trẻ hóa của da. Đấy. Như vậy chúng ta mới thấy là ở Nhật Bản và Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới, người ta đã coi đây là một loại enzyme food, đúng không? Có nghĩa là những sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt mà được bổ sung thêm rất nhiều enzyme bằng những phương pháp đặc biệt. Ví dụ ở đây chúng ta thấy đó là phương pháp lên men vi khuẩn acid lactic. Nó tạo cho cái sản phẩm trở thành những sản phẩm cực kỳ bổ dưỡng. Cho nên có thể sử dụng cho tất cả mọi đối tượng với cái mục đích đầu tiên đó là dự phòng bệnh tật. Chúng ta đều nói với nhau là phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng cháy hơn chữa cháy, đúng không ạ?
Bởi vì nếu chúng ta để cho bệnh tật nó xảy ra, nó nặng lên, nó có biến chứng thì điều trị vô cùng tốn kém. Và những người mà đã mắc bệnh thì chúng ta có thể sử dụng cho hầu hết mọi bệnh nhân đang mắc các bệnh mãn tính ở nhiều hệ cơ quan trong cơ thể. Từ bệnh ở hệ thần kinh, tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu. Có thể nói là có thể sử dụng cho tất cả mọi người đúng không? Các cháu chuyển slide cho thầy đi. Đấy. Chúng ta đều biết là để mà phòng bệnh và chữa bệnh thì ở Nhật Bản và Hàn Quốc là cái nơi có rất nhiều loài nấm này, người ta đã sử dụng từ rất lâu. Cho nên là ở Nhật Bản và Hàn Quốc, những người dân có tuổi thọ cao bậc nhất thế giới đúng không? Ví dụ như ở Hàn Quốc là nơi sản sinh ra cái sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng này thì có tuổi thọ cao đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Nhật Bản và Thụy Sĩ thôi. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới và Đại học Hoàng gia Luân Đôn thì dự kiến khoảng đến năm 2030 phụ nữ Hàn Quốc sẽ có tuổi thọ khoảng 90 tuổi là cao nhất thế giới, còn vượt cả người Nhật cơ. Đấy. Tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng cho những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, tôi vừa nói rồi. Với những cái tác dụng tốt đối với sức khỏe, ổn định huyết áp, tim mạch, tốt cho tất cả các cơ quan. Đây gọi là tác dụng hỗ trợ điều trị, đúng không ạ? Có thể nói, còn những người nào mà đang khỏe mạnh ấy, thì cũng có thể sử dụng sản phẩm này. Ví dụ các anh chị, các quý vị ở đây, chúng ta không mắc bệnh gì đúng không? Nhưng chúng ta sử dụng để nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, và những người phụ nữ dùng để làm đẹp cơ thể. Đương nhiên là các quý ông cũng có thể sử dụng để làm đẹp đúng không? Bởi vì càng xinh trai một tí thì càng tốt đúng không? Có thể nói đây là một cái sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, đã được nghiên cứu rất là cẩn thận và không hề có các tác dụng không mong muốn. Tuy nhiên tôi cũng lưu ý là những người nào quá mẫn cảm với sản phẩm thì không nên sử dụng nữa. Chúng ta biết là cái sản phẩm này được đóng gói trong một hộp hình chữ nhật. Trong mỗi hộp hình chữ nhật đó có hai hộp nhỏ hình vuông và mỗi hộp có 45 gói, trọng lượng 4,5 gram bột cốm. Đấy. Như vậy là mỗi hộp này thì có chứa 90 gói nhỏ đúng không? Và chúng ta chỉ việc pha một gói nhỏ trong một cốc nước ấm khoảng chừng 40-50 độ. Các quý vị chú ý là ở đây nó có rất nhiều enzyme, quý vị nhé. Như vậy chúng ta không được pha trong nước nóng già hay nước sôi thì sẽ làm phá hủy các hoạt chất này. Ta chỉ nên pha trong nước ấm thôi. Mỗi lần ta uống một gói, mỗi ngày ba gói. Thời điểm tốt nhất để uống là vào bữa ăn, là bởi vì ở đây có rất nhiều enzyme tiêu hóa. Nó sẽ giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Có một số người có thể nhai trực tiếp cái sản phẩm này, nhưng hãy cẩn thận, đặc biệt là với trẻ em đúng không ạ? Bởi vì nếu mà chúng ta nhai không cẩn thận thì có thể bị sặc đúng không ạ? Hiện nay trên thị trường chúng ta biết là có rất nhiều sản phẩm enzyme food. Nhưng chúng tôi cho rằng để đánh giá bất kỳ một cái sản phẩm nào, ta phải dựa trên 5 tiêu chí. Đó là sự an toàn, chất lượng, hiệu quả, giá cả dịch vụ và pháp lý. Chúng tôi đánh giá là sản phẩm nấm súp lơ lên men của công ty Thành Lộc đang phân phối độc quyền tại Việt Nam, nhập khẩu từ Hàn Quốc, đã đạt được đầy đủ 100% cả 5 tiêu chí trên. Có rất nhiều ưu điểm nổi bật, vượt trội của sản phẩm này. Tôi chỉ xin chứng minh vài ví dụ đơn giản. Sản phẩm được sản xuất 100% bằng phương pháp hữu cơ và kiểm nghiệm không hề có bất kỳ các chất độc, các kim loại nặng, các chất phụ gia hóa học nào, ví dụ chất tạo ngọt, chất bảo quản, tạo hương liệu, tạo màu, vân vân đúng không ạ? Sản phẩm này đạt rất nhiều chứng chỉ về chất lượng trên thế giới, từ các tiêu chuẩn chất lượng của Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế, USFDA, Hà Lan, vân vân. Đây là hình ảnh một số các cái bằng chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng đó. Đấy. Và chúng tôi còn biết là sản phẩm này đã được Hiệp hội Văn hóa và Du lịch Văn hóa của Hàn Quốc cấp một cái chứng chỉ đặc biệt gọi là Di sản văn hóa vi vật thể. Đấy. Và sản phẩm cũng đã được Bộ Y tế Việt Nam cho phép lưu hành trên phạm vi toàn quốc, đúng không? Như vậy cho chúng ta một cái niềm tin vững chắc vào việc sử dụng sản phẩm, đúng không? Để kết luận, tôi có thể nói rằng đây là một sản phẩm rất có chất lượng, rất đáng tin cậy, đúng không? Công ty là một công ty rất uy tín ở Việt Nam và trên thế giới, sẽ cho chúng ta cái niềm tin vững chắc vào việc sử dụng sản phẩm.
Và tôi cũng rất tâm đắc với cái câu nói là không ai thương ta bằng chính ta. Ta không thương ta thì ta chẳng thương ai, đúng không? Chúng ta hãy tự chăm sóc bản thân mình bằng những sản phẩm có chất lượng tốt, tuyệt hảo như là nấm Sula lên men, để trở thành những con người khỏe mạnh, thông minh, thọ lâu như người Nhật Bản và Hàn Quốc. Và lời cuối cùng chính là kính chúc cho tất cả quý vị đều được mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc cho hội nghị thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn.